Kể ra coi thôi, chào bạn ha. Hôm nay cuối tuần bạn mới trời nắng đẹp thì để tiếp tục với cái video mà nhiều người hỏi mình bây giờ qua làm ngành xây dựng thì cái thuộc level mấy và nó cần tiếng Anh hay không. Thì hôm nay vẫn như cũ ha, mình sẽ vô cái Ancestco website mình làm cho anh chị coi để mình biết xác thực luôn chính xác là ngành của mình là thuộc Ancestco level mấy để mình biết nha, để rõ ràng để mình không phải lo lắng về tương lai là mình ở đi doanh 3 năm hay ở đi doanh được 5 năm hoặc là ngành nó như thế nào. Thì anh chị coi nhé, để mình đưa trực tiếp các cái dẫn chứng trên mạng, trên Emiwin website bạn coi nha. Rồi các anh chị theo chân mình nhé. Ha, như mình nói anh chị vô cái check Ancestco list này ha, thì anh chị vô đây anh chị sẽ biết được ha, ở đây là SMC Accredited Employer Work Visa or Temporary Visa ha. Các bạn vô check cái version 1.3, anh chị nhấp vào cái version này là nó sẽ ra được cái hệ thống này. Nhưng mà cái giao diện màn hình điện thoại mình phải dừng quay ngược lại nha, thì nó hơi nhỏ cho nên anh chị thấy cũng hơi đây, mình nhấp lại nữa nha. Đó, cho nên anh chị nhấp đây phải có cái kênh lúp này không, nhưng mà cái đó mình làm rồi nha. Bây giờ mình chạy qua đây cho anh chị coi. Đó, anh chị gõ construction rồi mình sẽ ra một đống là construction trade worker này ha, mình nhấp vào đây thì đây cứ nhấp nhấp cộng đó, ta nó sẽ cho mình cái đâu rồi nha, construction trade nha. Đó, đây thì cái định nghĩa nó là construction trade worker là construct and repair, build and order structures, apply final finish it and such as plaster, painting, flooring, make or install glass products and provide plumbing or drainage and mechanical service. Đó, đó ở New Zealand mình thì nó là ở New Zealand level 4 qualification nha. Về hệ thống NZQA thì nó level 4 nhưng mà NZCO nó level 3 bạn nha. Đây, các anh chị thấy level 3 nha, mình coi lại cho dễ. Nó là thuộc level 3 của anh chị nha. Đó, nó về NZQA. Đó, thì anh chị sẽ coi được cái task nha, including này. Cái công việc mình làm là có thể là study and drawing, planning, estimating quantities, materials required này, mình bản vẽ này, lên kế hoạch này, bản vẽ này, ước lượng dự toán này, đó, hoặc là laying brick này là làm xây gạch này, hoặc là gọi là xây gạch đó, spreading mortar between the joint này, or removing it. Access motor này, erecting framework này ha, building cái framework này, roof frame này, roof and wall này, laying flooring, carpet and tile đó, là những cái việc là painting or wall papering surface này, papering surface này ha, applying plaster or cement coating to the wall, building or installing fitting, making installing glass products, installing plumbing drainage system, guttering and other rainwater system, installing gas appliances and air conditioning piping and ducting. Đó, đó công việc về mình nói chung là về tổng việc về xây dựng thôi, xây những nhà đó mình anh chị làm được gì làm ha, ví dụ như là làm cái frame bưu tường nè, đóng nè ha, đầy đủ ha, hoặc là làm áo này rồi install cửa sổ này, nói chung là rất là nhiều đó, nhưng mà đó công việc ha, cái nội dung công việc nha, nhưng mà ở New Zealand đó là skill level 3 các anh chị nhớ nha. Đây skill level 3 nhé. Rồi ok. Rồi anh chị nha, khi mình coi lại thì thấy là ngành construction trade worker là thuộc là skill level 3 các bạn nha. Thì như mình nói đó, từ theo cái luật mới thì skill level and just skill level 3 từ 1 to 3 thì nó không thay đổi gì hết nha. Anh chị qua New Zealand làm việc maximum được 5 năm. Ok. Không cần tiếng Anh nha. Cho nên anh chị ok nha, yên tâm làm việc nha, không gì phải lo lắng, ok nha. Rồi xin cho anh chị đăng ký kênh của mình nha, chia sẻ kênh của mình tới mọi người nha. Để mà anh chị có muốn hỏi về ngành nghề nào thì cứ nói mình, cho mình lên mạng mình tra cho anh chị coi luôn, có bằng chứng rõ ràng luôn, để anh chị biết được rõ ràng ha, ngành của mình thuộc Ancestco level mấy. Nhưng nhắc lại một lần nữa, về ngành xây dựng construction worker, construction trade workers là không cần phải thi tiếng Anh, nó thuộc Ancestco level 3 nha. Rồi cảm ơn anh chị nha, hy vọng anh chị đăng ký kênh của mình nha.